và các bạn, mới đây nhất, chương trình môi trường của Liên Hợp Quốc cho biết, hàng năm hoạt động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp trên thế giới chiếm đến 23 tỷ đô la Mỹ, tức là cao thứ tư sau buôn ma túy, buôn người và buôn vũ khí. Điểm đến của nhiều sản phẩm động vật hoang dã chủ yếu là khu vực Đông Á và Đông Nam Á, đặc biệt là khu vực Trung Quốc. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, cùng với đại dịch COVID-19 hiện nay, thì có ít nhất 61% các bệnh ở người có nguồn gốc từ động vật. Việc buôn bán động vật hoang dã đã làm gia tăng nguy cơ bùng phát của các bệnh này. Những dịch bệnh tương tự gần đây như là SARS, MERS hay Ebola cũng bắt nguồn từ các loại virus có ở động vật và lây truyền sang người. Đầu tháng 3 vừa qua, thì các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã ở trên thế giới đã đưa ra lời kêu gọi chấm dứt buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã trong toàn khu vực. Bởi dẹp bỏ hành vi tiêu thụ động vật hoang dã cũng đồng nghĩa với việc là thế giới sẽ hạn chế ít nhất là 50% nguy cơ bùng phát các đại dịch của các bệnh truyền nhiễm trong tương lai. Tuy nhiên thì các quốc gia, trong đó có Việt Nam, phải có những hành động cụ thể, quyết liệt như thế nào thì mới thực hiện được kiên quyết và chấm dứt được triệt để nạn buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã như là hiện nay. Câu trả lời sẽ có trong chương trình Từ Nông Thôn Nhìn Ra Thế Giới ngày hôm nay của chúng tôi. Và xin giới thiệu với quý vị khách mời đặc biệt của chương trình. Xin giới thiệu bác sĩ Nguyễn Trọng An, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng. Xin cảm ơn bác sĩ Trọng An đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cái hoạt động buôn bán động vật hoang dã tập trung vào khu vực Đông Á này, Đông Nam Á và tôi thấy là đặc biệt là Trung Quốc nữa. Bác sĩ có thể phân tích rõ hơn cho chúng tôi là vì sao cái khu vực này lại trở thành điểm nóng đến như vậy ạ? Vâng, Trung Quốc là đặc trưng nhất, rồi đến Việt Nam và các nước xung quanh thì thường là tin tưởng vào một cái loại thuốc gọi là cổ truyền, y học cổ truyền, rồi thuốc dân tộc, rồi các thứ. Và những loại thuốc đấy thì lại được thổi phồng lên nhờ là có chất nọ chất kia từ những động vật hoang dã. Thí dụ là cao hổ cốt khỏe như thế nào, nào sừng tê giác, chữa được ung thư ra làm sao, rồi là ăn cái loại này nó khỏe, rồi là nó mạnh mẽ đàn ông ra làm sao. Tức là những cái sự thổi phồng tán khéo như vậy, cho nên là rất nhiều người là tập trung mua và tiêu thụ rất là lớn. Và chính tiêu thụ lớn thì cái bộ phận gọi là buôn lậu, buôn bán động vật hoang dã lại tăng cường là săn bắt, vận chuyển, giết mổ và tập trung vào cái khu vực mà nó đang có nhu cầu tiêu thụ. Và gần đây nữa, khi mà thế giới bắt đầu hiện đại hơn, giàu có hơn, văn minh hơn, thì những đại gia là khoe khoang nhà có tấm da hổ, có cái sừng voi, ngà voi, tỏ ra sự bề thế của mình, cho nên là động vật hoang dã lại càng bị tiêu diệt nhiều hơn. Tôi nhớ rằng là cách đây khá là lâu rồi, khi mà tôi xem một cái phim tài liệu về virus Ebola ở một đất nước châu Phi thì có xuất phát từ loài rơi. Khi mà có một người châu Phi họ đi ra ngoài chợ mua rơi, thịt rơi về ăn và sau đấy thì đã lây truyền virus ra khắp mọi nơi và lúc đấy thì cũng đã trở thành đại dịch toàn cầu. Tương tự bây giờ với virus SARS-CoV-2, chúng ta cũng đã có những cái nghiên cứu nghi ngờ rằng là đã lây từ những cái loại động vật hoang dã. Vậy thì bây giờ chúng ta cũng có thể chia sẻ, nhờ bác sĩ chia sẻ nhiều hơn cho chúng tôi và đánh giá cũng như là nhấn mạnh một lần nữa những cái mức độ nguy hiểm của những cái loại virus lây từ các loại động vật hoang dã tác động như thế nào đến sức khỏe cũng như là đến toàn cầu. Trong động vật hoang dã chứa rất nhiều các loại vi trùng, vi khuẩn, ký sinh trùng và virus rất nguy hiểm. Và bản thân nước ta chúng ta cũng biết là từ trước đến nay đã có những câu chuyện như ở An Giang, như ở Gia Lai, Kon Tum, khi mà ăn cái con gọi là con nưa, nó giống như con chăn mà người ta gọi là con chăn chín mũi đấy, ăn xong là bị chết. Không phải chết là một người đâu mà chết 3-4 người, có vụ là 6 người thì kêu là do ma làm các thứ. Như đó chính là những cái con virus, con vi trùng độc, rồi là những con cua ở trên miền núi mà mang ở suối rồi mang nướng lên ăn rồi bị viêm phổi, đó là những con sán nó vào phổi. Các con vi trùng vi khuẩn nó đều được chứa đựng ở trong cái cơ thể của động vật hoang dã. Nếu chúng ta mà không có một cái sự ngăn chặn, cắt cái đường truyền từ động vật hoang dã sang người bằng cách là chúng ta bảo vệ động vật, ngăn chặn không được buôn bán, không giết mổ, không vận chuyển, thì chúng ta mới mong rằng có thể dẹp được các loại dịch. Đặc biệt mà chúng ta thấy cái dịch nguy hiểm hiện nay đó là COVID-19 từ cái con SARS-CoV-2. Chúng ta có nói đến động vật hoang dã, ví dụ như là rơi này, ví dụ như là TT này, cầy hương, cầy vòi. Tại sao những cái loại động vật như vậy lại mang những cái loại virus nguy hiểm? Rõ ràng là quanh chúng ta có rất nhiều những loại động vật khác nhau, nhưng mà có phải là vì những cái loại động vật khác, không phải là động vật hoang dã đi, cũng mang những loại virus đấy nhưng không có khả năng phát tán hay không? Và tôi muốn hỏi bác sĩ một câu hỏi nữa rằng là loại động vật nào mang mà chúng ta nghiên cứu đến thời điểm này mang nhiều virus nguy hiểm nhất, ảnh hưởng đến con người nhất? Vâng, theo một cái báo cáo của Viện Khoa học của Hoa Kỳ, do một giáo sư viện trưởng thông báo, người ta đang nghiên cứu ở trên cái giống rơi
mà cái loài rơi gọi là rơi mặt quỷ, rơi lưỡi cày ở Vũ Hán mang hơn 500 loài corona. Đấy, và cái virus corona này là có thể lây truyền sang các loài động vật khác thông qua lạc đà, thông qua con cầy vòi, thông qua con tê tê, và thông qua đó bắt đầu nó mới vào người. Như vậy, trong cái số hơn 500 cái con virus corona được phát hiện đó, kể cả những nhà khoa học Trung Quốc cũng đã báo cáo từ những năm trước đây cơ, từ năm 2010-2012 cơ, nhưng mà cái con SARS-CoV-2 này cũng là một loại corona, nhưng nó lại có một cái rất là đặc biệt, cấu trúc rất đặc biệt. Theo như thông báo thì nó lại chỉ mang có một cái chuỗi ARN nhỏ thôi, và nó bọc bởi một cái lớp lipid, lớp mỡ. Và khi nó vào trong cơ thể thì nó lại nhân ra, biến đổi ra. Thế cho nên là rất khó điều trị, rất khó gọi là phân lập để mà tạo ra được các cái kháng sinh, các cái kháng thể, các cái vaccine để mà phòng ngừa. Đấy, đấy là một cái sự nguy hiểm. Cho nên là đúng, tất cả các loại động vật đều có mang con vi trùng, vi khuẩn, rồi bọ chét gây các bệnh dịch hay các thứ. Nhưng riêng cái giống rơi là giống mà được người ta nghĩ tới nhiều nhất, vì nó chứa những cái loại virus nguy hiểm nhất. Cho nên hiện nay tất cả thế giới vẫn đang nghiên cứu về cái vấn đề này. Trở lại là chúng ta phòng bệnh vẫn tốt hơn là chữa bệnh, đúng không ạ? Như vậy, và... Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, nhìn lại những đại dịch lớn trong lịch sử như là SARS, Ebola hay là MERS đã lấy đi sinh mạng của hàng triệu người ở trên thế giới. Bệnh dịch trở thành nỗi ám ảnh của loài người. Theo các nhà khoa học ở trên thế giới thì dịch bệnh có nguyên nhân xuất phát từ virus trên động vật hoang dã. Chính con người đã trở thành vật chủ và gây ra mối hiểm họa cho chính cộng đồng của mình. Mới đây nhất, các tổ chức trên thế giới đã đưa ra kêu gọi chính phủ các nước ban hành lệnh cấm buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã. Mới đây thì người bạn láng giềng của chúng ta là Trung Quốc, họ đã ban hành luật cấm tiêu thụ động vật hoang dã sau khi mà dịch Covid-19 bùng phát. Vậy thì các tổ chức bảo vệ động vật, trong đó có WWF, thì đã có những cái hành động gì tác động lên chính phủ Việt Nam chúng ta trong cái việc mà bảo vệ này, cấm tiêu thụ động vật hoang dã? Sau khi Trung Quốc có một cái thì Việt Nam chúng ta cũng thấy chỉ sau có khoảng 10 ngày sau, Thủ tướng đã ra ngay một cái văn bản chỉ đạo cho Bộ Nông nghiệp theo cái chức năng của mình có những hành động, có những đề xuất, có những đề nghị để mà gọi là cho toàn dân nghiên cứu cho và đưa ra được cái thực trạng hiện nay ở Việt Nam, và tiến hành những các cái mà để mà tham mưu đề xuất với lại Thủ tướng ra những cái văn bản kịp thời là cũng ngăn chặn, cấm triệt để, cấm toàn diện bảo vệ động vật hoang dã và để bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thì tôi được biết rằng là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, rồi là các tổ chức quốc tế như là tổ chức bảo vệ động vật WWF, rồi là tổ chức trên đã tiến hành rất nhiều các cái hoạt động. Tôi rất mong muốn là chính phủ sau khi có cái chỉ đạo Bộ Nông nghiệp đó sớm ra ngay một cái chỉ thị, vì chỉ thị nó như là một cái lệnh, làm ngay đấy, trong thời gian này phải làm những gì để bảo vệ sức khỏe nhân dân, để bảo vệ động vật, đảm bảo một cái sự cân bằng sinh thái. Vì những cái con động vật hoang dã nó cũng có quyền được sống chung với lại những các con vật khác trong một cái môi sinh an toàn và hài hòa. Thưa quý vị, Việt Nam là một trong những quốc gia được nhắc tới về nạn buôn bán động vật hoang dã. Tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép đối với sừng tê giác, đối với gà, ngà voi và cả các sản phẩm từ ngà voi với thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Các đối tượng buôn lậu chủ yếu là từ các nước như là ở châu Phi, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ hay Singapore vận chuyển trái phép vào Việt Nam. Hiện nay thì vận chuyển buôn bán trái phép động vật hoang dã vào Việt Nam vẫn nóng hơn bao giờ hết. Các lực lượng chức năng cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa để ngăn chặn tình trạng này. Ở Việt Nam của chúng ta thì đã có những cái trường hợp nào bị ảnh hưởng từ các loại động vật hoang dã hay chưa? Và cái nguy cơ lây nhiễm virus, vi khuẩn như thế nào? Hay là thậm chí là những cái ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên của Việt Nam của chúng ta như ra sao ạ? Thực ra là chúng ta, cái gọi là nghiên cứu khoa học của chúng ta thì nhìn chung là còn thấp. Cho chúng ta cũng chưa có một cái phát hiện nào là cái bệnh nhân này là bị lây từ cái loại động vật kia, từ con virus nọ. Thì nước ta thì chưa có. Nhưng rõ ràng như vừa rồi tôi nói, những vấn đề cái người mà sau khi ăn động vật hoang dã bị chết, thí dụ như ăn cái con nưa mà vừa rồi tôi nói, thí dụ như ăn cái con cua đá như vừa rồi nói, và trước đây là có cái dịch hạch, có cái con bọ chét từ chuột rồi nó sang người, tất cả những vấn đề đó và những cái nghiên cứu của quốc tế, của Tổ chức Thế giới thông báo, thì rõ ràng chúng ta biết rõ ràng nguồn gốc là từ động vật hoang dã. Cho nên bây giờ chúng ta tuyên truyền là phòng là chính. Còn là cái câu chuyện mà xác định rõ ràng như thế nào, rồi là khi nó vào người, người trở thành vật chủ, rồi nó lại
biến đổi để lây từ người sang người ra làm sao thì chúng ta chưa có những nghiên cứu cụ thể để phát hiện được, cho nên chúng ta phải đeo khẩu trang, phải đeo mặt nạ rồi phòng để mà tăng cường cái công tác phòng ngừa lây từ người sang người do nguyên nhân gốc từ động vật hoang dã mà như cái dịch viêm phổi Vũ Hán hiện nay. Bác sĩ có nghĩ rằng là các chế tài hiện nay của chúng ta chưa đủ mạnh hay không ạ? Chúng ta đã đưa vào trong bộ luật hình sự một cái sự tiến bộ về vấn đề một số điều là quy định nếu giết mổ vi phạm là giết mổ săn bắt hoặc là vận chuyển động vật hoang dã thì bị phạt cần này tiền rồi như thế này, nhưng mà để mà trẻ nhỏ ra cái con này là có phải động vật hoang dã quý hiếm không, trong top 10, top 5 hay không, con này như thế nào thì những vấn đề đó lại còn phải viện dẫn bởi rất nhiều các cái văn bản khác, cho nên rất khó thực hiện. Đấy, vì thế cho nên như vừa rồi chúng ta nói là trong khi chờ đợi chúng ta hoàn thiện những cái bộ luật, những điều khoản có chế tài mạnh mẽ để bảo vệ động vật hoang dã thì chúng ta phải sớm có một cái chỉ thị ngay lập tức và làm ngay. Trước hết là ta cấm, ta ngăn chặn, ta phòng ngừa trước, sau đấy rồi chúng ta sẽ trong thời gian đó là chúng ta hoàn thiện luật pháp. Khi dịch COVID-19 mới bùng phát ở Trung Quốc hồi tháng 2 năm 2020, các tiểu thương tại chợ Tomohon trên đảo Sulawesi của Indonesia bất chấp đợt bùng phát dịch viêm phổi do virus corona chủng mới, tức là COVID-19, diễn ra tại nhiều nước lân cận. Du khách tò mò về ngôi chợ nổi tiếng vẫn kéo đến và xem thịt thú rừng hay là cùng ăn và thưởng thức những món ăn đặc sản. Chính quyền địa phương nỗ lực vận động người dân và các cơ sở kinh doanh dừng sử dụng thịt rơi hoặc các loại động vật hoang dã khác để tránh nguy cơ dịch bệnh. Người dân tuy vậy vẫn bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo. Tuy nhiên thì cho đến nay, đã là tháng 5 của năm 2020, COVID-19 đã lây lan sang toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Indonesia có số ca COVID-19 cao nhất tại khu vực Đông Nam Á. Liệu người dân buôn bán thịt động vật hoang dã, đặc biệt là rơi, có còn tiếp tục hoạt động hay không? Động thái của chính phủ Indonesia về vấn đề cấm buôn bán động vật hoang dã như thế nào? Vừa rồi thì bác sĩ cũng có nói đến cái việc là chúng ta cần phải đưa ra ngay những cái chỉ thị thật là nhanh chóng và cấp thiết cũng như là mạnh mẽ để ngăn chặn cái việc mà buôn bán hay là tiêu thụ động vật hoang dã. Tuy nhiên, trong cái quá trình chúng ta chờ đợi chỉ thị từ chính phủ, bác sĩ cũng nhấn mạnh cái việc là chúng ta phải tuyên truyền làm sao về người dân có ý thức hay là thay đổi thói quen. Bác sĩ có thể chia sẻ cũng như là đưa ra những cái ý kiến cụ thể hơn cho chúng tôi rằng là chúng ta phải tuyên truyền, nhưng tuyên truyền bằng cách nào? Chúng ta ở Việt Nam ta, cái vùng miền Tây còn rơi rất nhiều. Mà cái con rơi của họ rất to, 3-4 kg chứ không phải là rơi bắt muỗi như của ta. Rơi nó ăn trái cây rồi nó ăn các cái cả những con động vật nhỏ, nó gọi là con rơi quạ 3-4 kg, và người ta vẫn cháo rơi, vẫn thịt rơi rất bình thường. Và ngay trong cái dịch Covid này chúng ta vẫn nhìn thấy những cái hình ảnh được đưa lên ở Facebook, ở mạng xã hội là vấn đề tiêu thụ động vật hoang dã ra làm sao. Thì đấy tức là thói quen từ lâu đời rồi. Mà bây giờ để bỏ được thói quen đó thì chúng ta phải tuyên truyền giáo dục. Mà trong cái tuyên truyền giáo dục ấy thì phải tuyên truyền giáo dục theo hướng thay đổi hành vi, có hành vi đúng và loại bỏ các hành vi sai trái. Thì để mà thay đổi hành vi, để mà thay đổi thói quen thì cần cả một cái quá trình. Tuy nhiên là chúng ta làm thế nào, chúng ta phải tuyên truyền cho người dân biết được là sức khỏe mới là vấn đề quan trọng. Tất cả các vấn đề từ virus, từ ký sinh trùng, từ bọ chét, từ mớt các thứ là từ những con động vật hoang dã. Bây giờ muốn sống khỏe, muốn làm ra nhiều kinh tế, muốn làm giàu cho gia đình và xã hội thì phải bảo vệ sức khỏe. Thì người dân phải làm gì? Đấy, phải có hướng dẫn rất cụ thể để thay đổi được hành vi. Rồi cái hành vi săn bắt, ăn thịt rơi, rồi ăn thịt thú rừng là chúng ta phải thay đổi hành vi như thế nào? Mà muốn thay đổi hành vi đó, song song với câu chuyện có những dẫn chứng là có những chế tài mạnh mẽ để hỗ trợ cho việc giáo dục của chúng ta cho tốt. Và cái thứ ba, tôi vẫn phải nhấn mạnh cái sự nêu gương. Những ông đại gia, những ông giàu, những ông có chức quyền thì mới có những các cái thích, những cái gọi là quà tặng bằng ngà voi, bằng các thứ, rồi quà tặng, thậm chí quà tặng bằng cả sừng tê giác. Mà bản thân tôi cũng đã nhìn thấy. Thì bản thân các ông phải làm gương trước. Cái thói quen của các ông như thế, cái thói quen nhận quà như vậy, rồi là các thứ như vậy, ông phải làm gương, ông nêu gương trước. Vâng, vừa rồi là trên khía cạnh các cơ quan nhà nước hay là về phía chính phủ, nhưng với các tổ chức bảo vệ động vật có trụ sở ở Việt Nam thì cần có những cái cách làm, cách tuyên truyền như thế nào? Bởi rõ ràng chúng ta cũng biết rằng là những cái tổ chức quốc tế thì họ cũng có những cái cách tiếp cận người dân, có cái cách truyền thông thì cũng sẽ dễ gần hơn. Các tổ chức quốc tế mà tôi được biết đó là WWF, bảo vệ động vật, rồi là tổ chức trên, thì người ta đã có những hành động. Đấy, từ trước đến nay người ta đã làm, và đặc biệt trong cái dịch Covid-19 cho nên người ta đang làm, thì người ta có những cái dự án
hỗ trợ những vùng dân. Và người ta làm rất là tổng thể, từ là những hạ tầng cơ sở như là cái sinh kế, sinh nhai, rồi đến chuyển đổi kiến thức rồi các thứ, cho đến cái vấn đề người ta hành động để thực hiện pháp luật. Thì đấy, từ những dự án, từ những các cái điểm nhỏ lẻ đó là gọi là điểm sáng và nhân rộng lên. Nhưng rất là tiếc là từ trước đến nay không chỉ những cái câu chuyện, những cái dự án của vấn đề bảo vệ động vật hoang dã này đâu. Từ là những dự án của giúp đỡ xóa đói giảm nghèo, đến dự án giúp đỡ trẻ em học tập, rồi đến các dự án khác, sau khi những tổ chức quốc tế người ta dừng dự án là hết, không có tính bền vững. Đấy là cái mà rất là thiệt thòi, hay là đấy là cái điểm yếu nhất của Việt Nam ta, tất cả các dự án. Cho nên bây giờ muốn những dự án đó, đặc biệt là những dự án bảo vệ động vật hoang dã này có tính bền vững, thì chúng ta phải làm thế nào? Chính người dân phải là cái người mà thực hiện. Đấy. Và sau khi dự án kết thúc thì người dân đó tiếp tục là những cái điểm sáng, những con người, và người ta lan rộng ra thì mới có thể có tính bền vững được. Về vấn đề xã hội, kinh tế nói chung, và về vấn đề bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ sức khỏe người dân, tránh cái sự lây truyền bệnh từ động vật hoang dã đến người dân như thế nào, đấy là một cái gọi là thách thức hay một nhiệm vụ đặt ra cho những người lãnh đạo Việt Nam hiện nay. Thưa quý vị, số người mắc COVID-19 toàn cầu đã vượt qua mốc là hơn 4 triệu người, với gần 300.000 người chết. Chỉ trong vòng vài giây, lại có một người tử vong vì virus COVID-19 trên thế giới. Điều này cho thấy là dịch bệnh ngày càng phức tạp và khó kiểm soát, bởi virus ngày càng thích ứng với biến đổi khí hậu như là hiện nay. COVID-19 là hồi chuông cảnh tỉnh cho các quốc gia trên toàn thế giới, nên kiên quyết ban hành lệnh cấm buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã. Chính phủ Việt Nam đã hành động kịp thời và quyết đoán khi yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng các bộ ngành liên quan soạn thảo khẩn cấp một chỉ thị nghiêm cấm việc buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã trên toàn quốc. Đây cũng là một cơ hội để chính phủ Việt Nam thể hiện vai trò đi đầu của mình trong khu vực, trong cuộc chiến chống lại COVID-19 và trong việc ngăn chặn những dịch bệnh bắt nguồn từ động vật có thể bùng phát trong tương lai, thông qua là việc chấm dứt buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp. Vâng, còn với mỗi người dân như chúng ta, ngay bây giờ chúng ta hãy ngừng việc tiêu thụ, ngừng việc buôn bán và chia sẻ động vật hoang dã. Một lần nữa, xin được cảm ơn bác sĩ Trọng An đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.